mình là nhà giám mà xin mấy bị đó mỗi lúc ta này sẽ làm việc là nhiều trái mùa gì thằng mà nó sẽ biến này sẽ biến mà là sân này này nhà con này chế thuốc biến này mỗi lúc ta thấy nhà cô tìm nhà bà mẹ xin thì cái này nhà này cháu này quê chơi đến nhà chị gái này miền trung phụ chơi nhà gà đó mấy bị đó mà tổng sản lý đi đi sinh đi cái này cố sản tổng đi cái đi phá đi hai nhà con miêu mà tổng sản lý đi cái đi sinh đi cái này cố sản đi cái đi phá đi hai này mà đây miêu mà tổng sản cháu đi cái đi sinh đi cái này cố sản con này đi cái đi phá đi hai đồ phía cha bà đấy thì cái này nhà này cháu này quê chơi mỗi lúc ta chỗ đó mà phải nhà chị đẹp bông nhà mình cái là bên này nhà bãi mà trên đây này phía đó này bị các bên này bên này bên này chăm bên cái là bên này ở đâu mà trên đây này mà đây chúng ta này bà đấy mà anh em mà cả đó thì vì lâu lâu mà trên đây này mà đây chúng ta này ra cô chơi nhà bà đấy bên cái là bên này ở trên này cả đó các bên này bên này bên này bên cái là bên này ở đâu mà nó mà mở đường đi à trên đây xin này bị chăm bên cái là bên này ở mà mở đường đi à này này bà đấy nhà má bên này bên má lái này nhà má trên đây xin bà mẹ lại mẹ mà nhà má cái này bên sau này cái lồng này bên mà lấy về mà sẽ bị cái gì này mà đấy mình nói về món đại diện thì các bạn xem nhà này này cả rồi sau cái này đại diện ở bên này mà quý đang đi đại diện rồi mà này à quốc gia để khai đi này mình đi đang đi đại diện này đi rồi và quý đang đi đại diện này cái áp đi này rồi mà này à chị chị chuyển đi này chuyển đi này nhà bài đào mai yêu đi đang đi đại diện nhà con đang đi đại diện cái em bên này này món bên này rồi mà này à sẽ xem này cái chuyện bên này sau này đại diện thay bài chuyện bên này chuyện bài này tôi nên nói đến đại diện rồi mà này à nên bây giờ một thời gian gì sau này đại diện thay bài này cái chuyện bên này rồi mà này à quay về một chuyện này mà đấy nếu bây giờ này đi thua rồi nếu bây giờ một thời gian thì một lúc đó chuyện này khá là chậm mà này à quay về một thời gian gì mà đấy này giống bây giờ mà nó sẽ lấy được đi sinh được rồi còn nó sẽ ngã được đi phản ứng ai xin này mà đấy chẳng có mình đi đâu vậy rồi nếu bây giờ một thời gian thì một lúc đó chuyện này khá là chậm mà một thời gian này chơi thì sống gì mà đấy này giống bây giờ mà lên nó sẽ lấy được đi sinh được rồi còn nó sẽ ngã được đi phản ứng ai xin này mà đấy mà nó lấy mình đi đâu vậy rồi nếu bây giờ một thời gian thì một lúc đó chuyện này khá là chậm mà này à quá chậm một thời gian gì mà đấy này giống bây giờ mà nó sẽ lấy được đi sinh được rồi sẽ sẽ lấy được đi phản ứng ai xin này mà đấy nào này rồi khá là chậm này này cả rồi nhà mà anh em nhà bán đi đâu nhà mà thích sống mẹ chị nên nhà phải bỏ đi bà mẹ mình là bên này ở chị này thì cái này nhà mà sao nó chị tối nay quay chị đến nói chuyện nhà nhà mình là bên này ở nào lấy bài mà nào nó sẽ lấy này đưa để bây giờ nó yêu anh được cũng phải bỏ này này luôn khai mẹ nhà bà đấy à cứ để nhà cái ra cả rồi thì cái này nhà con nó nói chuyện nó bây giờ mỗi lúc ta đến nhà về phải bà đấy cô sinh là phải chém mà chém là cho bà gì xin